Ui, là người như chị đấy, thì nhân phẩm của chị không đáng một xu đâu. Em đói quá, bao giờ mẹ mới đến? Quên, có rồi. Nhất định sau này mình sẽ làm chủ của tất cả những công trình. Trời ơi, bẩn hết cả váy rồi. Thằng chó này, mày mua dở mà không thấy tao hả? Chị ơi, cũng chỉ là một vết bẩn nhỏ thôi mà. Sao chị lại xúc phạm em như thế? Chị không thấy quá đáng à? Này, mày có biết cái váy này của tao bao nhiêu tiền không mà mày nói tao quá đáng hả? Có lại công nhân quen như mày làm cả tháng không đủ tiền mua nổi cái váy này đâu. Em hất cát vào người chị, em cũng đã xin lỗi rồi. Hay là để em đền tiền chị mang váy đi giặt lá nhỉ? Mấy đồ mặc bẩn thỉu này của mày mà cũng dám dơ ra trước mặt tao á? Thế bây giờ chị muốn như thế nào ạ? Công nhân quen như mày thì chắc cũng chẳng bao giờ đủ tiền đền nổi váy của tao đâu. Chi bằng mày bò xuống đây sửa gâu gâu đi rồi tao tha lỗi cho. Chị đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Tuy tôi là công nhân nhưng tôi có lòng tự trọng của người công nhân. Tôi sẽ không làm theo những gì chị yêu cầu đâu. Mày nói hai chữ tự trọng mấy ngượng mồm à? Cái loại công nhân quen như mày làm gì có lòng tự trọng? Chị quá đáng nó vừa thôi nhá. Sao? Mày đánh tao à? Mày thử tát tao một cái xem mày có ngay lập tức bị đuổi khỏi cái khu công trường này không? Mày nên nhớ tao là vợ của chủ đầu tư lớn nhất ở đây. Đến lúc đấy thì đừng có rối rít và xin lỗi tao. Tôi tưởng người giàu có là do tích đức mà thành, nhưng người giàu có hạ đẳng là người như chị ấy. Mày dám nói hạ đẳng? Tôi nói cũng đúng sao? Chị nên dùng tiền của chồng chị mua sách đọc nhiều vào. Chồng chị càng tốt bụng bao nhiêu thì chị lại càng tắc quái bấy nhiêu. Thật bất hạnh. Thằng khốn nạn, loại sinh viên nghèo đi làm thêm như mày mà cũng dám lên mặt dạy đời tao á? Chị điên à? Để tao xem đống chữ nghĩa này của mày giúp được gì cho mày. Chị đừng tưởng mình giàu có thì muốn làm gì thì làm. Chị cũng chỉ là lấy một ông chồng giàu có, dùng tiền của người ta khoác lên mình mà thôi. Cút! Mày cút ra khỏi đây ngay cho tao! Chị tưởng tôi thích làm công việc này lắm à? Không làm công việc này thì tôi làm công việc khác. Tiền lương của chị ấy không có, tôi cũng tự nuôi được bản thân mình. Mày! Còn đây là tiền tôi trả chị, mang cái váy đi mà giặt là. Còn tôi nói cho chị biết, dù chị có mặc một bộ đồ đẹp như thế nào ấy thì nhân phẩm của chị không đáng một xu đâu. Đói quá, bao giờ mẹ mới đến? Chắc mẹ cũng sắp đến rồi. Em không chịu đâu. Chú ơi, cho em cháu xin một ít nước được không ạ? Được chứ. Này, của cháu đây. Cháu cảm ơn chú. Bớt nước em nè. Em không uống đâu. Em đói lắm. Em muốn ăn cơ. Em muốn tạm nước đi. Chắc mẹ cũng sắp đến đón mình rồi. Em không muốn nước của người nghèo. Em không muốn đâu. Này cháu, ai dạy cháu vứt chai nước như thế hả? Chú này nhà nghèo, cháu muốn nước của chú. Cháu xin lỗi chú ạ. Em chẳng nói là linh tinh. Nước của chú đây. Em không nói linh tinh. Mày dạy em thế mà. Thế ra hai đứa bị mẹ dạy hư như thế hả? Chú không được nói xấu mẹ cháu. Chú đâu có nói xấu đâu. Mẹ cháu dạy cháu như thế là sai. Cháu không được học theo, biết chưa? Thấy chưa?
ta bảo như thế là sai. Sao em không chịu nghe? Mẹ lớn hơn mà, mẹ là đúng. Tội nghiệp hai đứa. Hai đứa đói lắm rồi đúng không? Để chú mời hai đứa ăn nhá. Yeah! Được ăn rồi! Yeah, được ăn rồi! Yeah! Win! Bon ơi! Win! Win! Bon! Chị ơi, chị có thấy hai đứa bé, hai anh em tầm bằng này mà tóc xoăn xoăn, một đứa áo trắng, một đứa áo vàng không? Em không trông thấy gì đâu ạ. Chị... Bớt! Win! Win! Bớt ơi! Ơ chú, thế đây là bánh gì ạ? Đây là bánh rán. Hai đứa chưa ăn bao giờ à? Vâng ạ. Hai đứa ăn đi, này. Anh ơi, ở trường tan học anh có thấy hai đứa trẻ, hai anh em tầm này mà một đứa trắng một đứa vàng ở đâu không ạ? Này không biết đâu, em thử chạy ra ngoài chỗ vỉa hè này kia kìa, chắc là bọn nó để uống nước ấy. Em cảm ơn anh nhá. Ok. Muốn thật, cháu sẽ bảo mẹ cháu mỗi trời là nhiều. Mẹ, con ăn cái gì thế này? Lại là cô à? Mày, sao mày lại ở đây? Mày định làm gì con tao? Cô không biết gì thì đừng có mà nói. Tao mà không đến nhanh thì mày sẽ bỏ thuốc mê vào cái đống bánh bẩn thỉu này, dụ dỗ hai đứa chúng nó ăn, rồi bắt cóc hai đứa chúng nó chứ gì? Không, mẹ ơi, do em bớt đói nên chú mua bánh cho tụi con ăn ạ. À. Con im đi, mẹ đã dặn con biết bao nhiêu lần rồi là không được tin những kẻ nghèo hèn như thế này. Sao con còn dẫn em con đi ăn những thứ thế này? Ê, em bảo rồi, anh không nghe em. Tôi tưởng chị chỉ đối xử tệ với người ngoài, không ngờ chính các con của cô lại dạy chúng làm những kiểu sai lầm như thế này. Người giàu thì nói gì cũng đúng hết, còn lại khố rách áo ôm như mày không có quyền lên tiếng. Tôi nghèo nhưng tôi có lương tâm, tôi có nhận thức. Còn cô là đồ vô học. Mày anh chó đây, mày anh chết à? Lần đầu tôi nhường là do cô là phụ nữ, còn lần thứ hai tôi không bỏ qua đâu. Mày bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra ngay trước mặt con cái của mình mà cô hành xử như một kẻ lưu manh như thế này, thử hỏi sau này nó có trở thành người tốt hay không? Mày, tôi nói đúng nên cô cứng họng đúng không? Mẹ tôi từng nói con cái là bản sao của bố mẹ. Muốn con cái mình tử tế, trước hết mình phải tử tế. Dù tính cách mình như thế nào, hãy vì những đứa con của mình mà thay đổi. Tôi cũng không muốn đôi co nhiều với cô. Tôi mong cô sau chuyện này hãy suy nghĩ kỹ về cách dạy con của mình. Chào cô. Mẹ ơi, chú là người tốt chứ không phải người xấu. Do em bớt đói nên chú mua đồ ăn cho anh em để ăn ạ. Mẹ đừng dậy em bớt như thế nữa. Đi học em bớt bị xa lánh, không ai chơi cùng do em khinh thường người khác. Em bị xa lánh à? Sao con không nói với mẹ? Do mẹ khinh thường người khác và chửi bới. Con đã bảo mẹ rồi nhưng mẹ không nghe, thế là em bớt học theo mẹ ạ. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi hai đứa nhá. Mẹ hứa mẹ sẽ thay đổi. Thôi, hai đứa ngồi đi. Mẹ mua thật nhiều bánh cho hai đứa ăn nhá. Vâng ạ. Bác ngồi thôi.